Hello, xin chào tất cả các em nha. Lại là thầy Di đây. Thì hôm nay ngày 15 tháng 12, thầy xin gửi đến các em một cái câu đồ thị sự phụ thuộc của các điện áp vào điện trở biến thiên. Thì chúng ta nhìn cái đề ha. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự là URC, đúng không? Ta ghi ra từng cái một đi. URC nè, UL nè, UC nè. Đã, chúng ta nhìn vô là biết nè, đây chính là điện áp hiệu dụng, đúng không ạ? Trên từng cái linh kiện một, đúng không ạ? Trên từng cái linh kiện một. Ok, gọi. Ok, đó đó. Trên từng linh kiện một. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của URC, UL, UC theo giá trị của biến trở R, được chưa? R biến thiên thì máy này thay đổi. Khi R bằng 2, R0 thì hệ số công suất của đoạn mạch AB sắp xỉ là bao nhiêu? Đề bài này nó hỏi một cái đại lượng, nó tên là hệ số công suất, ok không? Chúng ta biết hệ số công suất là một cái tỷ số lượng giác, chào nó chính là cos phi. Cho nên chúng ta nghĩ ngay đến một cái kỹ thuật rất là kinh điển, cũng rất là dễ thôi. Đó, kỹ thuật chuẩn hóa số liệu, ok không? Rồi bây giờ chúng ta phân tích nè. Ta ghi ra từng cái biểu thức của từng cái U1 ha. Mà có URC nè. Nó bằng cái gì? Nó bằng U chia cho Z để ra Y đó mọi người ha, để ra Y đó. Chia cho Z. Z ở đây thì chúng ta có là R bình phương nè. Cộng đi cho ZL trừ đi cho ZC. Tất cả bình, đúng không ạ? Xong rồi chia đi cho đấy, có căn. Xong rồi nhân đi cho căn của R bình phương cộng đi cho ZC bình phương, được chưa? Cái biểu thức thứ hai là cái biểu thức của gì nhỉ? Của UL, đúng không ạ? UL của mình sẽ bằng đi cho U nè. À, cũng là cái y này ha. Cũng là cái y này thì thầy xin copy xuống cho nó nhanh. Được chưa? Trời ơi, xấu thế. Rồi, xong rồi nhân đi cho z gì? Nhân đi cho zl. Được chưa? Và cái tiếp theo là UC bằng đi cho thằng này mà nhân cho zc thôi. Này y chang nhưng cho ZC thôi. Rồi bây giờ chúng ta để ý một chút ha. Cái thằng biến thiên của mình là R, đúng rồi, thằng biến thiên của mình là R. Và chúng ta thấy một điều là có một cái đường thẳng nằm ngang, được chưa? Và chúng ta sẽ khai thác đường thẳng nằm ngang này trước, tại nó rất là đặc biệt. Hai thằng kia thì gần gần giống nhau, nhưng mà thằng này là rất là đặc biệt. Bây giờ mình coi thử nha. Cái thằng này là một cái thằng nằm ngang, tức là giá trị của nó không phụ thuộc vào biến trở R, được chưa? Tức là R phải triệt tiêu. Chúng ta thấy nè, cái biểu thức UL và biểu thức UC nè, R nó không thể nào triệt tiêu được, nằm ở dưới mẫu thôi, đúng không? Thì thằng này có khả năng triệt tiêu, được chưa? Vậy thằng số 1 này chắc chắn là URC, ok chưa? Nhưng phải có thêm một điều kiện nữa, được chưa? Và phải có thêm một cái điều kiện nữa là cái tử nó phải triệt tiêu với cái mẫu, tức là ZL, đúng không ạ? Tức là ZL trừ cho ZC tất cả bình phương phải bằng đi cho ZC, được chưa? Và chúng ta mở ngoặc này thì nó ra hai trường hợp, nhưng chỉ có một trường hợp là có nghĩa thôi, thì đó chính là trường hợp ZL bằng double của ZC, được chưa? Tới đây chúng ta thấy là tỷ lệ đó, được chưa ạ? Chuẩn hóa là ngon đấy, ngon đấy. Ok, tiếp. Vậy là khi khi đó mọi người ha, khi đó thì mình thấy một điều là u rc của mình chỉ bằng u thôi, đúng không? Với mọi giá trị của r lớn hơn hoặc bằng không, ok chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta thấy là khi r bằng không, đây nè. Chúng ta sẽ bấu vô cái hàm số 1 nè. Khi R bằng 0 thì cái đường số 2 đó mọi người,
À, cái đường số 2 đó nó bằng đúng cái đường số 1, tức là nó bằng U, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì cái đường số 2 là phải là cái đường nào, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử nha. Thay R bằng 0 vô nè. Thay R bằng 0 vô thì chúng ta có thằng này nó là UL sẽ bằng đi cho R bằng 0 thì nó là U, đúng không ạ? Chia đi cho ZL trừ ZC, đúng không ạ? ZL trừ ZC. ZL trừ ZC với chúng tôi à. ZL bằng Z trừ ZC là bằng bằng ZC luôn á mọi người ha. Ở này, bé này thế vô đây luôn ha. Rồi, tại vì ZC với ZL có đổi đâu. Còn ZL kia là 2ZC. Được chưa? Cho nên thằng này nếu mà triệt tiêu nhau, nếu mà triệt tiêu nhau á, thì nó sẽ ra là 2U, được chưa? Vậy là thằng này không phải số 2. Được chưa? Vậy là thằng này không phải số 2. Cho nó màu xanh lá cây. Được chưa? Đó. Mọi người thấy không? Kết quả của nó là 2U nè. Khi R bằng 0 thì nó là 2U, mà này là nó phải bằng U cơ. Được chưa? Vậy thì chắc kèo với mọi người một điều. Được chưa? Là thay vô đây nó thỏa. Suy ra UC của mình nè, bằng U nè. R bằng 0 rồi nha. R bằng 0 thì ZL trừ ZC là bằng ZC rồi. Được chưa? Nhân cho ZC nữa thì nó triệt tiêu nhau, nó bằng U, được chưa? Vậy suy ra thằng này là số 2. Suy ra thằng này là số 2, được chưa? Suy ra thằng này là số 1. Đó. Và suy ra thằng này là đường số 3. Ok chưa? Đó, và chúng ta đã nhận diện được ba đường, đúng không ạ? Một đường màu xanh lá cây, được chưa? Là UL. Đó. Đường màu đỏ là URC. Và đường màu xanh dương là U UC. Hợp lý không? Quá hợp lý luôn, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta cần biết là khi R bằng R0. R bằng R0 là chuyện gì xảy ra mọi người ha? R bằng R0 là giao điểm của, nghe nè. R bằng R0 là giao điểm của 1 và 3 cơ đấy, ok không? Bây giờ chúng ta dùng 1 và 3 thì chúng ta sẽ suy ra được, được chưa? Hai thằng này bằng nhau thì nó ra R0, đúng không ạ? Có nghĩa là URL thôi, UL đi. Bằng đúng URL, mà URL luôn luôn là U rồi, đúng không ạ? Là tương đương chỗ này ra. UL của thầy á, là bằng, để copy này lại đi cho nó nhanh mọi người ha. Giờ sao xuống thế ai, được chưa? Sẽ bằng đi cho U, được chưa? Thế đây mình có thể có chuẩn hóa mọi người ha. Thầy sẽ chuẩn hóa ZL, ZC bằng 1, đúng không? Được chưa? Thầy sẽ chuẩn hóa ZC bằng 1 cho nó ngon, làm cho nó nhanh mọi người ha. Bây giờ thầy sẽ dùng một bước là chuẩn hóa ZC bằng 1. Chuẩn hóa ZC bằng 1. Rồi chưa? Suy ra ZL bằng 2 ZC là bằng bằng 2, đúng không ạ? Thay hết vào đây. Thay hết vào đây, được chưa? Mình sẽ có được là UU mất nè. Chưa? ZL là 2. Chuyển vế kia qua căn của R là chưa biết. Được chưa? ZL trừ ZC là bằng ZC là bằng 1 bình. Được chưa? Vậy suy ra R bằng R0 á, chỗ này là R0 á. R0 của mình sẽ bằng 4 trừ 1 là 3. Lấy căn là căn 3. Được chưa? Xong. Ok chưa? Rồi xong rồi đó. Bây giờ tính hệ số công suất thôi. Ok, tại R bằng R0. Rồi thì sẽ tính hệ số công suất ha. Được chưa? Thì mình sẽ có là cos phi của mình á, nó chính là bằng R0 chia đi cho, chưa? Chia đi cho căn bậc 2 của R0 bình phương cộng đi cho ZL trừ ZC. Thật ra bạn nào dẻo thì tan, đúng không ạ? Bạn nào dẻo thì có thể dùng chiêu này, cos quạt tan cho nó nhanh, tại vì nó cho thành phần, có hết thành phần rồi, đúng không? ZL trừ cho ZC chia đi cho R, được chưa? Ở thầy sẽ làm cách này, được chưa? Giới thiệu mọi người một cách luôn. ZL là 2, đúng không? ZC là 1, còn R là căn 3 mới đâu tôi, được chưa? Vậy là tan của một, tan của 1 phần căn 3 là pi chia 6. Pi chia 6 mà lấy cos là căn 3 chia 2, đúng không ạ? Đó, vậy chúng ta sẽ có đáp án là câu
0,8 mấy mọi người ha. Căng thế. Cày thế. À bằng 2R0. Nó kêu R bằng 2R0. Sorry mọi người ha. R chỗ này bằng 2R0. Chán tôi không chứ. 2R0. 2R0 thì dễ thôi, là 2 căn 3. Được chưa? Rồi, code của bạn tan. Code của ship tan. 1 chia đi cho 2 căn 3. Được chưa? Bằng 0,96. Được chưa? Xấp xỉ 0,96. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu câu C là ngon nhất. Ok. Rồi. Thầy đã giải xong câu đồ thị ngày 15 tháng 12. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi Facebook của thầy để đón xem các video hấp dẫn tiếp theo. Rất cảm ơn các em.